cá phải nhân nhân chị ký cái này. Vâng, đồ gỗ tôi đáng xin kính chào quý khách nha. Rồi hiện tại là 8 giờ sáng của ngày 26 tháng 10 đây, năm 2020. Thì rất hân hạnh được đón vợ chồng anh Minh ở xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ra để ký duyệt bộ trang trí cái liệu bằng gỗ vụ đây, người chạm chỗ tích Tam Quốc à. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 31 tháng 10 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ quý vị đây thì hôm nay hiện tại chúng tôi vừa xong mộc một bộ trường kỷ bằng gỗ gụ cho một khách hàng ở tại Yên Lập, thị trấn Yên Lập, anh Minh. Thì trước khi đi vào hoàn thiện tiếp những phần công đoạn tiếp theo thì tôi quay lại cái giai đoạn phần mộc của bộ sản phẩm này cho anh Minh tại Yên Lập để xem được cái sản phẩm của mình. Bộ này thì là bao gồm có 4 món mà chất liệu là gỗ gụ và được làm theo mẫu là tích là Tam Quốc quý vị nhé. Đây trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ trường kỷ đấy. Bao gồm có 4 món. Hàng thì anh thửa là hàng dày dặn. Hàng dày dặn, hàng sắc nét, đục chạm là theo mẫu là tích, điển tích. Thì để vào đi vào cái đường nét chi tiết hơn. Giới thiệu chi tiết cho mọi người, trước mặt quý vị đây là chiếc đoản dài. Chiếc đoản dài này có kích thước là dài phủ bì là 2m2 và cao đến phần trương là 83. Hàng đạn quý vị nhé, đây là của hàng đạn, rất là dày dặn. Toàn bộ phần chân của chúng tôi là chân 10 chỉ. Chân 10 chỉ và phần yếm này là được theo là được tích hết, hoa văn điểm tích hết. Chân 10 chỉ. À, ngang thì mọng mạng thì cực kỳ là sắc nét thì quý vị này. Toàn bộ đầu tay là đục xoắn ốc hết. Đặc trưng của những sản phẩm của tôi là đầu tay đục xoắn ốc. Rất là đẹp. Đường nét được chạm thì có những phần chân yếm vệ về là sắc nét. Phần ván mặt này là ván mặt liền một tấm quý vị này. Ván mặt là liền một tấm và độ dày. Độ dày là dày 2cm. Là 3 chỉ này. 2cm thì 3 chỉ này nó vào từng 1/8. Còn 2 ly nữa thì là đầy 2 phân. Tôi vẫn gọi là 2 phân cưa đấy. Đây, mặt đây. Mặt liền một lá. Rất là đẹp. Gỗ lạt đẹp. Chọn lọc. Đầu tay thì có chạm một con phượng hóa này. Gỗ cực kỳ là nột nạc luôn. Đấy, mọi người tham khảo bộ trường kỷ của anh Minh, khách hàng Yên Lập này. Đây, vách đây. Vách chúng tôi là đục tích. Nhưng là đây là đào tháo nghỉ trưa này. Đó. Một số cái điểm tích khác. Lã vọng. Cái phần cuốn này của chúng tôi là dày là 8cm thưa quý vị nhé. Dày là 8cm. Đó. Hàng thì cái vân gỗ gụ thì nó rất là bền rồi. Vân gỗ gụ, chất liệu gỗ gụ này cực kỳ là tốt, bền, chắc, nặng, không cong vênh mũi mọt theo thời gian. Chất gỗ rất là tuyệt vời, như là cái vân gỗ đây. Cái đường vân gỗ, những thớ gỗ đấy, rất là đẹp. Bên trên này chúng tôi có đục những cái tích chữ thọ, rồng hóa chữ thọ. Đó là hình ảnh của chiếc ghế thứ nhất. Đây tôi quay luôn cả cái phần mặt đằng sau. Đằng sau tôi là có đục đơn giản hơn. Chúng tôi bộ trường là chỉ đục một mặt thôi. Tiếp theo về cái phần tíu này. Phần tíu này thì cái phần bàn trường kỷ chúng ta gọi là tíu và có kích thước là chiều dài là 1m27 và chiều ngang là 57, cao là tổng là 80. Mặt bàn thì là đục là mẫu là thuận buồm xuôi gió vậy nhé. Mặt bàn nó cũng đục bộ thuận buồm xuôi gió. Đây. Đường nét thì rất là tỉ mỉ và sắc nét được vị này. Đường nét chi tiết là được làm rất là tỉ mỉ, sắc nét. Từ đường nét đục chạm mộc cho đến hàng ngang. Những cái phần mộng cũng thế, rất là nét, rất là bén và kít. Làm và làm hai tầng, phía dưới là có sàn để chân. Đó. Toàn bộ là cái này là có được tích hết này. Tích hết. Đó là những chiếc cứu. Ngoài ra phía bên trong này thì còn có một chiếc chiếc đôn để phích thì quý vị. Chiếc đôn kẹp đấy, anh có làm thêm mà thông thường là những sản phẩm chỉ 3 món thôi, anh có đặt thêm một chiếc đùng để fix. Chiếc kẹp này thì là có kích thước là chiều ngang là 57 và chiều
rộng là 38 và cũng cao 80 bằng với chiếc bàn này. Có thể để được hai chiếc phích. Ngoài ra bên này là chiếc ghế nhỏ thứ hai, chiếc ghế dài thứ hai. Hoa văn đường nét thì cũng đi như vậy thôi. Kích thước là phủ bì 2m2, còn cái phần diện tích ngồi này là 50 vị nhé, diện tích ngồi là 50, cực kỳ là rộng rãi luôn, thoải mái luôn. Ok, vừa rồi tôi đã giới thiệu chi tiết con cái bộ trường này cho anh Minh, khách hàng có ý là có xem cái sản phẩm khi còn đang mọc của mình. Đây, là thì đẹp ngược này. Tôi quay lại là nữa hình ảnh tổng thể của bộ ghế này. Còn quý vị nào có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 816. Website là đồgỗtung8.com. Đây là góc máy chính diện của trường này. Ok, xin chào mọi người. Mọi người cho những cái video clip giới thiệu sản phẩm khác.